Theo kế hoạch, đến cuối năm 2019, Bà Tẻ trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới để cán đích như thời gian dự định. Cùng với việc hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới, huyện Bà Tẻ xác định môi trường là tiêu chí quan trọng. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã và đang thực hiện nhiều giải pháp xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống trên địa bàn. Hơn một năm trước, chuyện chị Nguyễn Thị Ái Nhiễm ở thôn 3, xã Quảng Trị trồng hoa cỏ lạc cạnh hàng rào nhà mình làm nhiều người khá ngỡ ngàng. Thế nhưng theo thời gian, loài cây này phát triển tốt, thân thiện với môi trường. Và dần phong trào trồng cây cỏ lạc bảo vệ môi trường được nhân dân hưởng ứng. Từ chủ trương lớn của chi bộ và phụ nữ thì trở thành là phải làm vệ sinh môi trường và trồng hoa cỏ lạc để cái tầm nhìn của đường sạch đẹp và cảnh quan càng ngày càng sạch đẹp hơn. Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về môi trường luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp ở Đà Tẻ quan tâm. Tại địa bàn các xã vùng sâu vùng xa, việc đảm bảo môi trường trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng đường làng, ngõ xóm, hàng rào xanh sạch đẹp được nhân dân chú trọng. Để tiếp tục cho cái duy trì được cái xã văn hóa và nông thôn mới, thì như vậy là ngay từ đầu năm, Đảng ủy chính quyền địa phương chúng tôi đã có nghị quyết là như vậy là tiếp tục là phần đầu duy trì các tiêu chí và nâng cao chất lượng của các cái tiêu chí đã đạt được. Chúng tôi phát động một số cái phong trào thi đua và đẩy mạnh là các cái mô hình kinh tế, phát động cái phong trào xanh sạch đẹp. Tức là người dân rất phấn khởi khi mà nhà nước ra cái tiêu chí là xây dựng coi như là nông thôn mới về cái tiêu chí môi trường, là bà con là hưởng ứng tích cực trồng hàng rào xanh và hoa cỏ lạc và dọn dẹp vệ sinh hàng tháng, đảm bảo được cái vệ sinh về thêm cái mỹ quan của thôn xóm. Qua 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay Đà Tẻ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là An Nhơn, Đà Kho, Hà Đông. Các xã còn lại hoàn thành từ 15 đến 19 tiêu chí. Năm 2016, huyện đăng ký xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Quảng Trị, Hương Lâm và Triệu Hải. Với phương châm lấy dân làm gốc, linh động sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành công việc. Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đà Tẻ luôn nhận được sự đồng hành của nhân dân tham gia góp công, góp của, hiến đất và ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Kể thừa cái cơ quan văn hóa và khu dân cư văn hóa thì chúng tôi có đặt ra những cái tiêu chí nó cụ thể hơn, nó nâng cao lên để làm sao cho là các cái khu dân cư có những cái thay đổi cơ bản về cái bộ mặt nông thôn. Trước hết là tiêu chí về môi trường là phải xanh, sạch, đẹp. Đó là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Thứ hai, vấn đề đời sống của nhân dân, rồi thì là những cái vấn đề liên quan đến cái cảnh quan để tạo ra một cái sự bền vững trong cái vấn đề đảm bảo cái vệ sinh môi trường nông thôn. Thì tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và tiếp tục là có những cái phát động mới hơn, cụ thể hơn đối với phong trào này. Về Đà Tẻ hôm nay, chúng ta thấy rõ bức tranh nông thôn tươi mới với những con đường bê tông, ngõ xóm sạch đẹp rộng mở, môi trường cảnh quan được cải thiện. Người dân các xã nông thôn mới ở Đà Tẻ giờ đã có một đời sống khác. Ở đó mỗi người đều cảm nhận được sự yên vui, hài lòng trong cuộc sống và lao động. Ngoài ra, diện tích bắp súng, rau cải, dưa leo cũng bị thiệt hại lớn, bởi phần lớn diện tích trồng rau của bà con ở xã An Phú đều chưa có điều kiện làm nhà lưới để che chắn mỗi khi mưa to, chưa có hệ thống thoát nước đảm bảo nên dễ bị ngập úng khi mưa kéo dài.